Chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, có nhiều người tin rằng sống chết có số, phú quý do trời, mọi sự may mắn này là tai họa, sống hay là chết đều đã được định sẵn, đều do số phận ông trời an bài. Bạn có tin vào hai chữ số phận hay không? Cuộc đời, số phận một con người khi sinh ra có phải là đã được định đoạn sẵn rồi hay không? Biết trước vận số của mình thì ta có thể thay đổi được nó hay không là điều mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều tò mò. Các cụ ta có câu, non cao cũng có đường trèo, những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên. Chính vì thế mà biết được số mệnh của bản thân càng sớm ta càng có nhiều cơ hội để hóa giải những hung tinh xấu. Quý vị có biết cát hung tuổi Hợi trong năm 2020 là gì? Các cát tinh may mắn của tuổi Hợi có nhiều hay không? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Cát hung đạp vận tuổi Hợi năm 2020. Tuổi Hợi bao gồm những người sinh năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Tăng vượng vận thế triển đồng hồ, nhược hữu thực thương lai tiết tu, bắt bạch nhập mệnh hữu chuyển cơ, lưu niên ngộ sát thị phi đa. Lưu niên gặp bát bạch nhập mệnh thực thương làm vận thế tăng vượng. Những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh. Kiếp tài lại chủ về kiếp tài, kiếp vận, kiếp tình cảm. Cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Vì vậy hãy nhớ luôn mang bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh thái tuế mang lại cát lành may mắn trong năm nay. Về sự nghiệp thì người sinh năm Hợi năm nay gặp thái tuế tỷ kiếp, có lợi cho việc mở rộng các mối quan hệ công việc, có cơ hội tiếp xúc với một số bạn bè, khách hàng, đối tác mới. Nhưng đồng thời thì cũng sẽ có cảm giác độ cạnh tranh trong sự nghiệp sẽ càng mạnh hơn, dễ gặp được nhiều tranh đoạt can nhiễu, cộng thêm năm nay gặp vong thần tinh, thị phi phân tranh là điều khó tránh khỏi, làm việc gì thì cũng dễ gặp phải trở ngại, cần cản trở con đường phát triển của bạn. Việc tốt thì không dễ thành. Do lưu niên gặp thái dương tinh và thiên ấn tinh, một mặt ý nói áp lực trong sự nghiệp của người tuổi Hợi cũng tương đối lớn, nhưng cũng có đột phá và cơ hội phát triển, những bạn làm trong khối công chức có cơ hội thăng tiến. Mặt khác thì người tuổi Hợi trong năm nay cũng sẽ có duyên tìm thầy học đạo, được cơ hội học tập thêm những điều mới mẻ, mở rộng tầm nhìn và kiến thức cho bản thân. Đối với những bạn còn đang trên ghế nhà trường thì năm nay được thiên ấn tinh tương trợ nên việc học hành rất vượng, được học nhiều điều mới. Tuy nhiên thì trong quá trình học tập sẽ có chút vất vả gian khổ, cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý vì có khó khăn chăm chỉ thì mới có được thành quả như ý. Vì vậy, người tuổi Hợi năm nay cần luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh đón thái tuế và giải vận hạn. Năm nay, lưu niên tài tinh bắt bạch phi tới cung cản nên rất có lợi về tài vận cho người tuổi Hợi. Nhưng do năm nay có thiên ấn và tỷ kiếp tương đối nặng nên bất lợi cho việc tụ tài, cơ hội luôn bị mất đi hoặc là tiền tài sau khi kiếm được thì lại bị chia cho người khác một phần. Tính xoay vòng của tiền cũng tương đối lớn, tài lai, tài khứ. Cho nên năm nay người tuổi Hợi không thích hợp có những đầu tư mạo hiểm hoặc là hợp tác với dự án lớn nào đó với người khác để tránh bị tổn thất về tài chính. Về tình cảm, tỷ kiếp quá nặng, khó có được hạnh phúc ổn định. Bạn độc thân tuổi Hợi cũng không quá nhiều cách nghĩ đối với chuyện nhân duyên hoặc cứ mặc kệ tùy duyên. Với những bạn tuổi Hợi thì đã có người yêu năm nay, chuyện tình cảm cũng có thể coi là không có gì khởi sắc. Hơn nữa thì bên cạnh còn có đối thủ cạnh tranh, nếu muốn làm gì thì cũng khó. Với người đã có gia đình thì năm nay vận tình cảm có thể coi là bình thường. Năm nay có bệnh sát tinh nhập mệnh, hơn nữa thái tuế của năm Tý có ngũ hành đều là thủy. Vì thủy quá vượng nên cần chú ý những bệnh về thận, hệ thống tiết niệu, đường sinh sản, nội tiết tố, máu huyết. Tóm lại, trong năm nay thì tuổi Hợi cho dù làm nghề về kinh doanh hay là làm thuê đều không nên có tham vọng quá cao xa. Cần chuyên tâm làm những việc trước mắt mình đang đảm nhiệm cho thật tốt, phát huy hết sở trường của bản thân, không nóng nảy, không kiêu ngạo, có đến đâu thì hay đến đó. Để vận hạn được suôn sẻ, hãy nhớ luôn mang bên mình pháp khí phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để hóa giải vận hạn và thâu thu tài lộc may mắn. Cát hung vận hạn, cát tinh bát bạch
Tả Phù, Thái Dương. Năm nay, người tuổi Hợi do gặp sao Bát Bạch hay còn gọi là Tả Phù Tinh, chủ về tài, công danh phú quý, sự nghiệp có thành, tài nguyên thịnh vượng. Người tuổi Hợi trong năm nay thì có thể tham khảo mua nhà. Sao Thái Dương thì đại diện cho địa vị, công việc, sự nghiệp có sự thay đổi đột phá hoặc thăng tiến. Đây chính là thần vượng về sự nghiệp. Người sinh năm Hợi chỉ cần phát huy tốt tài hoa sở trường và tiềm năng của bản thân thì sẽ dễ được quý nhân ghi nhận. Đồng thời thì cũng có thể mượn sự giúp đỡ của quý nhân mà thúc đẩy quảng giao, rất giúp ích lớn cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hung tinh, bệnh sát, vọng thần. Gặp phải sao bệnh sát nhập cung nên người sinh năm Hợi trong năm nay dễ có bệnh tật bên mình, tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng, thân tâm mệt mỏi. Vọng thần thì có nghĩa là tâm thần bất an, gặp nhiều chuyện phiền não, nghiêm trọng hơn thì gặp họa thị phi đến tai nạn mất máu. Hạn thái tuế vừa qua năm nay, để nghênh đón vị thần mới thì hãy nhớ luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020. Cát hung luận giải, tài vận thấp. Thái tuế là kiếp tài dẫn đến việc cầu tài không hề dễ dàng như ý, cơ hội thì luôn bị tuột khỏi tầm tay, sự tồn tại và xuất hiện của vong thần càng ngày càng tăng thêm, tình hình hao tài. Người sinh năm Hợi năm nay lại gặp những sao này thì cần phải đề phòng hao tài vì những chuyện ngoài ý muốn. Về phương diện hợp tác thì dễ gặp phải những vấn đề hợp tác mang đến những hợp đồng miệng, rốt cuộc không đi đến đâu. Nếu như hai bên có biên bản ghi nhớ thỏa thuận thì tốt nhất cứ giấy trắng mực đen ghi chép lại và ký kết cẩn thận sẽ hay hơn, sau đó thì mới mong tránh khỏi được sự ưu phiền. Nhưng cũng may khi năm nay lại có sao Bát Bạch tương trợ mà sau này chủ về công danh phú quý, sự nghiệp sẽ có thành công, tài nguyên vượng thịnh. Cho nên dù là làm kinh doanh hay là làm công ăn lương, chỉ cần biết an phận thủ thường, biết cho đủ, chú tâm trong công việc trước mắt của mình, phát huy tốt sở trường của bản thân, không nóng nảy, không kiêu căng, tranh thủ làm được những gì giao thì ắt sẽ có thành quả. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp năm 2020, khuyên bạn sử dụng tranh phi long thất tinh đổ trận hoặc đồng hồ chim công để kích hoạt cung quý nhân và tăng cường tài lộc năm 2020. Về sự nghiệp trung bình, do bị ảnh hưởng của thái tuế là kiếp tài tinh nên người sinh năm Hợi trong năm nay có vận thế xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt, làm việc gì cũng gặp cản trở, luôn không như ý muốn. Cũng may mà gặp được Bát Bạch tinh chiếu nên có công danh phú quý, cũng tức là sự nghiệp có thành. Mà Thái Dương cũng là cát tinh như vậy nên người tuổi Hợi nếu như có chút kiên nhẫn trong công việc, biết nắm bắt cơ hội để làm việc thì sẽ có cơ hội đột phá, tiến triển tốt. Về học hành, lưu niên năm nay là âm tinh nên việc học được sau này tương trợ tích cực, học hành vượng, mức độ tiếp thu kiến thức mới sẽ mạnh hơn, học hành được nâng thêm một bước, sức học khá hơn. Về sức khỏe trung bình, năm nay về mặt sức khỏe vì ngũ hành của thái tuế là thủy mà ngũ hành của Hợi cũng là thủy nên thủy quá vượng. Vì thế, sức khỏe của người tuổi Hợi không mấy được lý tưởng, dễ xuất hiện những bệnh về đường thận hay là hệ thống tiết niệu. Hàng ngày, nếu cảm thấy khó chịu không nên chủ quan, nên đi khám bác sĩ kịp thời để chẩn đoán ra bệnh, không nên để bệnh tình kéo dài lâu ngày. Ngoài ra thì thủy còn ảnh hưởng đến đường giao thông nên khi tham gia giao thông hoặc là lúc lái xe, người tuổi Hợi cần phải hết sức chú ý an toàn, tránh sơ ý xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nếu như bạn từ chức hay là làm ngành nghề mới, hãy suy nghĩ cho kỹ hoặc tham khảo ý kiến bạn bè, người thân nhiều hơn. Đào hoa trung bình. Vì tỷ kiếp quá vượng nên về mặt tình cảm trong năm nay, người tuổi Hợi khó có được yên ổn hay là hạnh phúc. Với những bạn đang yêu thì hay là có cuộc sống hôn nhân thì dễ có khả năng hay là có những xung đột nhất định. Người sinh năm Hợi khi nói chuyện với nửa còn lại của mình cần luôn giữ thái độ bao dung, nhường nhịn, tránh lời nói làm mất lòng đối phương, làm tổn thương người, tổn thương chính mình. Với những bạn đang yêu mà mối quan hệ chưa ổn định, chắc chắn thì phải cần đề phòng việc bới móc đối phương nhiều chuyện. Với bạn độc thân thì năm nay không vượng về đào hoa, tức là cho dù có kết nối với bạn khác giới đi chăng nữa thì mối quan hệ vẫn không có tiến triển gì, dễ sôi hỏng bỏng không. Để hòa hợp vợ chồng, hòa hợp bạn đời và các mối quan hệ trong xã hội thì cần phải sử dụng đồng hồ chim công treo trong phòng khách theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Chim công là biểu tượng của quý phái uy quyền. Trong phong thủy, chim công được sử dụng là vật phẩm chủ về kích hoạt quý nhân và hòa hợp. Vận thế, luận giải chi tiết.
Về quan vận, người sinh năm Hợi trong năm nay gặp lưu niên kiếp tài, nên với những bạn đang làm khối công chức thì vận thế có nhiều biến động, dễ gặp phải những khó khăn thử thách chưa từng có, áp lực công việc nhiều hơn. Năm nay nên cầu tiến trong ổn định là tốt nhất. Khi tiến thoái lưỡng nan thì cần phải bình tĩnh suy nghĩ và ứng phó linh hoạt, không được làm việc theo cảm tính. Vì được sao Bắc Bạch chiếu nên chỉ cần nỗ lực và nắm bắt cơ hội thì công việc sẽ có kết quả như ý. Có thể đem theo mặt thập nhị thần bát bảo hoặc là bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Về tài vận, trong năm nay người tuổi Hợi gặp phải thái tuế kiếp tài, tức là một năm vất vả mới mong kiếm được tiền của và phải chịu ảnh hưởng của sao vong thần, cho nên năm nay cho dù thu nhập kha khá nhưng những kế hoạch phải chi tiêu cũng không phải là ít. Đồng thời thì gặp phải nhiều chuyện như là lừa đảo tiền của, cần phải hết sức chú ý. Năm nay muốn hợp tác làm ăn thì nhất định phải chú ý nhiều hơn. Về hôn sự, trong năm nay người sinh năm Hợi có mặt tình cảm ảm đạm mờ nhạt, lại không có các tình đào hoa chiếu. Năm 2020 lại là năm của kiếp tài với tuổi Hợi, nên việc tình duyên, tình yêu của người tuổi Hợi đều sẽ gặp những xung đột nhất định. Cho dù là bạn đơn thân, bạn đang yêu hay là đã có gia đình thì sẽ phải trải qua những cuộc kiểm tra về tình cảm nào đó, làm cho tình cảm nhạt nhòa hơn. Nhưng vì có sự tương trợ của các tinh thái dương nên nữ mệnh sinh năm Hợi trong năm nay sẽ gặp được quý nhân nam. Trong các mối giao tiếp bên ngoài thì có nhiều sự giúp đỡ, đồng thời cũng có khả năng phát sinh tình cảm với đồng nghiệp, với người xung quanh, bạn bè cùng học nào đó. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để tăng thêm cát khí, chiêu mời quý nhân giúp đỡ chuyện tình cảm vợ chồng cũng như là với đồng nghiệp hòa thuận hơn. Về nhân đinh, năm 2020, người sinh năm Hợi gặp phải lưu niên là kiếp tài, mà kiếp tài có ý là cướp đoạt, cho nên người sinh năm Hợi trong năm nay có vận thế không mấy lý tưởng. Với những bạn có ý định lên kế hoạch sinh em bé thì một mặt cần chú ý giữ gìn sức khỏe, mặt khác thì nên tìm cách tiêu trừ đi hung tinh, ảnh hưởng đến mọi vấn đề sinh nở. Sau khi em bé sinh ra đời thì nên thỉnh ý kiến của chuyên gia về đặt tên cho em bé để hợp với bát tự. Đồng thời thì bạn nên dùng vật phẩm may mắn bát bảo tâm kinh theo tư vấn của chuyên gia phong thủy để được quý thần tương trợ giúp bình ổn, suôn sẻ. Về sức khỏe, người tuổi Hợi trong năm Canh Tý vì có thủy quá vượng nên dễ mắc những bệnh liên quan đến đường thận hay là tiết niệu, cần chú ý nhiều hơn đến tình trạng sức khỏe của bản thân và người nhà. Nếu như phát hiện điều gì đó thì nên kịp thời đi khám sức khỏe, hàng ngày nên tập thể dục để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của bản thân, tốt nhất là nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Năm nay cố tránh những hoạt động nặng hay là tham gia những hoạt động nguy hiểm. Vận hạn từng tuổi. Đinh Hợi sinh năm 2007, 14 tuổi, lợn qua núi. Sinh năm 2007 có nạp âm ngũ hành là ốc thượng thổ, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, có tính tự lập cao, thích hợp sinh con muộn, hàng ngày ưa làm việc thiện, tài vận hanh thông. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tỷ kiếp. Với những bạn trẻ tuổi, năm nay nên tranh thủ quảng giao bạn bè, dễ kết thân với những người bạn mới, nhưng cũng nên có sự lựa chọn, không nên nhắm mắt chọn bừa. Nếu không thì dễ gặp phải bạn xấu hay lợi dụng. Trên bàn học nên đặt tháp văn xương để giúp cho tập trung học hành. Nam mệnh 14 tuổi, Thái Dương chiếu mệnh là một năm bình lặng như ý từ đầu đến cuối năm, thích hợp đi du lịch nơi xa. Nữ mệnh 14 tuổi, Thổ Tú chiếu mệnh năm nay cần chú ý về sức khỏe, thú cưng trong nhà, đồng thời cần phải chú ý đến điều chỉnh chất lượng giấc ngủ của bản thân. Ất Hợi sinh năm 1995, 26 tuổi, lợn đi lại. Sinh năm 1995 có nạp âm ngũ hành là sơn đầu hỏa, phần lớn là người hòa thuận, lúc bé hay gặp nhiều chuyện vấp ngã, vợ chồng hòa hợp, trung niên có tiền của. Hưng vượng, thích hợp sinh em bé muộn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là thực thương, năm nay dễ nảy sinh những ý tưởng sáng tạo mới, có cơ hội phát triển thực hiện những ý tưởng sáng tạo của bản thân và tài năng của bản thân, giành được nhiều điều tán thưởng. Cấm kỵ, không nên cậy tài khinh người, nếu không thì dễ bị người khác hiểu lầm và không muốn gần, nảy sinh ra những khẩu kiệt thị phi, khiến cho con đường vận số tốt bị cản trở. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi và thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh 26 tuổi, Thái Âm chiếu mệnh, nên mệnh chủ làm việc gì thì cũng dễ được ý, thích hợp và xử lý những việc về giấy tờ văn bản.
Nữ mệnh 26 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh nên cần đề phòng về ẩm thực, tránh bị bệnh về dạ dày, đi lại cần cẩn thận, đụng chạm xe cộ. Quý Hợi sinh năm 1983, 38 tuổi, lợn trong rừng. Sinh năm 1983, nạp âm ngũ hành là đại hài thủy, đa phần là người có tính cương trực, không gần nhân tình thế thái. Tiền của như ý, anh em, người nhà xa lánh, về già thì có của ăn của để. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là quan tinh, năm nay gặp nhiều thử thách và cạnh tranh, cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển công việc. Với những người buôn bán kinh doanh nên xử lý cẩn thận những vấn đề về thuế để tránh phiền phức không đáng có. Hy vọng thăng chức tăng lương thêm một bậc nữa. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh 38 tuổi, thổ tú chiếu mệnh nên cần cẩn thận xử lý những điều khoản trong hợp đồng, tránh kiện tụng. Nữ mệnh 38 tuổi, Vân Hán chiếu mệnh, năm nay cần đề phòng sảy thai, khó sinh hoặc là gặp nạn mất máu. Đinh Hợi sinh năm 1971, 50 tuổi, lợn trong cây. Sinh năm 1951, nạp âm ngũ hành là thoa xuyến kim, phần lớn là người không thích lo chuyện bao đồng, lúc trẻ không tụ tài, về già gặp nhiều duyên tốt, làm mệnh có thể coi là vinh hoa phú quý. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là ấn tinh, dễ bị áp lực từ gia đình, khiến bạn luôn phải cảm thấy buồn phiền, tâm bất, do kỷ. Nhưng cần tích cực đối diện với sự nghiệp và cuộc sống. Loại áp lực này cũng chính là động lực để bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để đầu tư bất động sản. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh 50 tuổi, Thái Dương chiếu mệnh, hành niên trực Thái Dương, đông tuế đắc an khang. Trong gia đình có cơ hội đón nhận thành viên mới, nếu đi xa làm ăn sẽ tiến triển tốt hơn. Nữ mệnh 50 tuổi, thổ tú chiếu mệnh, cần đề phòng kẻ xấu quấy rầy, năm nay không thích hợp đi xa. Kỷ Hợi, sinh năm 1959, 62 tuổi, lợn trong sân. Sinh năm 1959, nạp âm ngũ hành là bình địa mộc, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, vật chất đầy đủ, con cháu không đức được gì, vợ chồng hòa thuận. Năm Canh Tý thì có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tài tinh. Năm nay vận thế thái tuế là tài tinh nên tài vận rất tốt, không chừng trong công việc được lãnh đạo chỉ đạo đầu tư tài chính, làm việc và có thu nhập đáng kể. Đồng thời thì cần phải cẩn trọng những thư điện tử lừa đảo lấy tiền nên kịp thời báo công an để xử lý. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh 62 tuổi, Thái Âm chiếu mệnh, làm việc gì cũng được như ý, thích hợp xử lý những việc liên quan đến công ty, giấy tờ, nếu đi xa du lịch thì có lợi cho việc tăng tài vận. Nữ mệnh 62 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh nên cần thận trọng trong vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh bệnh về dạ dày, đi ra ngoài thì nên thận trọng về trộm cắp tài sản. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên năm Thiên Ấn, chủ về sức khỏe, sầu muộn, sự nghiệp. Nên năm nay tuổi Hợi can ngày sinh Giáp Mộc vào vận thế Thiên Ấn lưu niên có chút không thích đám đông, sự nghiệp thì có những cách nghĩ để làm nhưng lại không có người ủng hộ giúp sức, tương đối khó khăn để thành công. Trong lòng thì suy nghĩ nhiều, thường cảm thấy cô độc trong mọi việc, tuy miệng cười nhưng trong lòng u rũ. Về sự nghiệp trong năm nay cần cố gắng nhiều hơn nữa, vì Thiên Ấn chủ về ưu tư cho nên khi làm việc thì cần phải cố gắng hết sức bình ổn trạng thái của mình, không được chủ quan lơ là hay là cáu giận, nản chí, dễ ảnh hưởng đến sự phát triển công việc. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn chủ về công việc, ước vọng và trộm cắp cho nên năm nay tuổi Hợi có can ngày sinh là Ất, nếu làm bất cứ việc gì thì cũng nên dựa vào sức lực của bản thân, làm gì cũng nên chỉ mình biết, kẻo sẽ có kẻ cướp đi ý tưởng. Ngoài ra thì cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về suy nghĩ của bạn bè đồng nghiệp, đề phòng làm mất ý tưởng, đồng thời thì cần cân đối giữa ý tưởng và thực hiện. Mặt tình cảm dễ bị khống chế, ước muốn quá mạnh, không tìm hiểu sự tình đã bộc phát ra để tình cảm tuột khỏi tầm tay. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan chủ về áp lực, bị quản chế và xung đột, nên trong năm nay tuổi Hợi có can ngày sinh Bính Hỏa, có tâm lý bị áp lực nặng nề mọi mặt trong cuộc sống, không để cho bản thân bớt lo.
Về mặt sự nghiệp thì có khuynh hướng bị quản chế, quan hệ với cấp trên không được tốt. Với những người có ý tưởng lập nghiệp thì nên lưu ý đến sự ảnh hưởng của những thế lực khác, biết cách bảo vệ, chăm sóc quyền lợi của bản thân. Tài vận không ổn định, tránh vì tiền của mà mất đi danh dự của mình. Nếu không, sẽ dễ rơi vào cảnh phá tài mà mất hết. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan chủ về sự nghiệp tranh chấp và áp lực. Năm nay tuổi Hợi can ngày sinh Đinh, về mặt sự nghiệp xuất hiện nhiều cản trở, bị quyền uy đàn áp, căng thẳng trong quan hệ với cấp trên. Khuyên bạn nên luôn giữ thái độ bình tĩnh, tích cực suy nghĩ và thái độ hòa đồng, không nên nóng nảy, hiếu thắng mà ảnh hưởng đến công việc chung, tránh ảnh hưởng đến người khác và tiến trình phát triển của công việc. Trong cuộc sống, năm nay luôn gặp phải những chuyện gây ức chế, nên biết điều tiết khống chế cảm xúc của bản thân, không tranh cãi to tiếng với người khác vì chỉ mang lại nhiều phiền não mà thôi. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài chủ về thiên tài trộm cắp đào hoa. Năm nay tuổi Hợi can ngày sinh Mậu Thổ, về sự nghiệp có sự biến động, thay đổi nhân sự. Tài năng của bản thân khó được công nhận, còn có khả năng bị cướp đi vị trí, làm việc, thậm chí còn rơi vào cảnh lên voi xuống chó. Cần phải nhớ rằng lùi một bước trời yên biển lặng. Thiên tài còn có ý nghĩa là có cơ hội khác tìm đến cổng nhà bạn, nhưng cũng chỉ là hư ảo. Với người đã kết hôn thì cần chú ý, thân phận của mình không nên tham lam đào hoa ảo để tránh những vấn đề không đáng có trong hôn nhân. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài chủ về tiền tài, tình cảm. Nếu trong năm nay tuổi Hợi can ngày sinh Kỷ Thổ dễ bị phá tài, đi lại không được việc gì cả, tiền tài thì dễ bị tổn thất. Nếu định tiêu khoản tiền lớn nào đó thì nên cân nhắc lại. Về mặt tình cảm thì năm nay tổng thể mà nói dễ xuất hiện những ý kiến không hợp, xảy ra chuyện tranh chấp. Với một nửa của bạn thì nên dành tình cảm nhiều hơn, không nên oán trách, hai bên cần nhẫn nhịn nhau. Thiên can ngày sinh là Canh Kim, lưu niên gặp thương quan chủ về chủ quan, kích động thị phi. Năm nay tuổi Hợi có can ngày sinh Canh Kim nên tranh chấp với những mối quan hệ bất đồng quan điểm, tránh khẩu thiệt thị phi, nên nghe ý kiến người khác nhiều hơn. Trong công việc thì không nên có sự nóng vội hấp tấp, người mới lập nghiệp thì càng không nên vội vàng gì, nhất thời nóng nảy sẽ tổn thất nhiều điều, cần phải phân tích mọi vấn đề. Trong năm nay thì vận trình dễ gặp phải chuyện trộm cắp, làm việc gì thì cũng cần phải kín đáo, tránh có kẻ sau lưng trộm cắp ý tưởng rồi bị phá hoại. Về mặt sức khỏe, cần phải điều chỉnh tốt tâm lý của mình, tốt nhất là nên tham gia nhiều các hoạt động thể thao. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần chủ về ăn uống, kinh doanh, sức khỏe. Năm nay tuổi Hợi có can ngày sinh Tân, cần chú ý điều tiết về thói quen ẩm thực, đặc biệt phải cẩn thận trong vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không sẽ dẫn đến bệnh tật tiềm tàng từ lĩnh vực ăn uống. Trong sự nghiệp kinh doanh thì năm nay có nhiều cách nghĩ mới, tư tưởng cải cách có thể sẽ là cơ hội đột phá, thoát bỏ khỏi cái cũ. Đồng thời khi tiến hành đầu tư vấn đề nào thì cũng cần phải có sự phân tích chính xác, thực tế rồi mới thực hiện. Để tránh đầu tư không đúng lúc, đúng chỗ, cuối cùng thất bại, rơi vào tình cảnh mất thời gian, tiền của và thời gian. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài chủ về cạnh tranh, thương tài, áp lực. Về sự nghiệp tuổi Hợi can ngày sinh Nhâm, trong năm nay sẽ xuất hiện sự cạnh tranh lớn và áp lực nhiều. Tuy có áp lực nhưng xử lý công việc không nên quá cứng nhắc hoặc là mất đi tình cảm với người khác, tránh vì vô ý mà bắt tội với người ta, bất lợi cho việc cầu tài. Tóm lại, năm nay vận trình áp lực không nhỏ, thường làm căng thẳng đầu óc, cần thư giãn giảm căng thẳng cho chính mình, nên thường xuyên ra ngoài tán gẫu với bạn bè, như vậy mới có lợi cho công việc. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp tỷ kiên chủ về phá tài, áp lực và trộm cắp. Về phương diện cầu tài, tuổi Hợi can ngày sinh Quý năm nay có chút cản trở, kiếm khoản to thì khó, khoản nhỏ thì lúc được lúc không. Do vậy, cần phải bình tĩnh để đối mặt với vận thế, không nên có ý tưởng quá xa vời, không thể thực hiện được. Về mặt công việc, năm nay áp lực tương đối lớn, cần biết đón nhận cái khó khăn mà trưởng thành hơn, làm được, vượt qua được mới là tốt nhất. Trong mối quan hệ với người khác thì có thể giảm bớt đi những hoạt động giao lưu nếu bạn nghĩ không cần thiết, để tránh buôn chuyện với người quá nhiều, lại nhận được sự ghen ghét đố kỵ. Quý vị thân mến, trên đây là những kiến thức tử vi phong thủy chính tông mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp được về vận trình tuổi Hợi năm 2020.
Cho dù trong năm Canh Tý có gặp nhiều khó khăn trắc trở thì quý vị cũng cần phải vững vàng, cố gắng vào tương lai phía trước. Phong thủy may mắn đã đưa ra những lời khuyên cách hóa giải những hung tinh xấu trong năm 2020 cụ thể chi tiết cho từng tuổi hợi bên trên. Quý vị hãy lưu ý. Chúng tôi vô cùng biết ơn quý vị vì trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng chương trình. Mọi ý kiến thắc mắc hay là cần giúp đỡ về nhà cửa, đất đai, mồ mả hay là gặp phải những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Những chuyên gia về phong thủy tử vi hàng đầu Việt Nam sẽ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Quý khán giả cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mới nhất về những kiến thức tâm linh bổ ích thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video sau.